nhẹ cho anh em ăn ở con người sinh năm mươi là một khuôn mặt thái quá giòn ha, rồi là nhìn thái luôn, bóc nhẹ bờ ha. Rồi chào anh em Basic 50, review cho anh em tham khảo quá trình bảo dưỡng phần cái bộ nồi nha. Xe này chạy trước giờ là chưa bảo dưỡng ha, chạy nó bị nhà bị tuột nồi mòn rồi ha. Coi phần cái nồi cũ sơ qua để cho anh em nắm hình nè, rồi cũ nó mòn bố mòn chai bố liền bố mòn hết bố nha đó. Và phần bộ chuông nè, chuông sập chuông rất nhiều không còn ha, sập chuông rất nhiều nha đó. Cái bộ bi thì nó bị mòn quá không còn được tròn ha, kẹp trượt thì nó mòn hả miệng lớn nha đó. Thì cấu hình này thì em bảo dưỡng nguyên full rồi ha, và làm coi phần lọc gió mới xe luôn. Rồi còn cái bộ nồi xăm thay dựng xe combo full nguyên bộ nồi nè, gồm có nguyên cùng bố thái nè, 1, 2, 3 em đi là bố Dinh Thái đất bền ha đó. Và phần cái bộ chuông, một cái chuông nồi Dinh Thái này trắng đẹp không mới cho anh em luôn. Đi kèm dựng xe combo full là bộ bi bando Nhật nha, bando Nhật xa đó, và kẹp trượt nồi Dinh Thái ba trượt nồi mới nha đó. Anh em Basic 50 mà muốn bảo dưỡng nồi thì ghé bên Độ Xe Việt Nam, bên em thì chuyên làm nồi dòng Basic 50 chạy bóc nhẹ xe chống tình trạng bị tuột nồi bị rung đầu nha. Rồi em chào anh em. Rồi chào anh em Basic 50, review cho anh em tham khảo quá trình em lên combo cái bộ nồi Thái nha. Đầu tiên cho phần cái combo bắc càng và phần cái bu ly nồi sau ha. Đó, tới phần tán nồi nha. Tiến hành là bắn cái nồi sau cho anh em luôn. Đó, bắn tán nồi sau ha. Rồi em tiến hành là khu bịch bi ban đô Nhật cho bộ phần chén bi nha. Đó, em đi có hình là đi Vinh 6 bi ban đô Nhật ha. Đó, cho nó bền. Bi ban đô nhất nắp anh ha. Đó, chạy bao bền, bao không bị mòn bi giống như mấy bi thường nha. Rồi, tiến hành cho phần 6 bi vô. Bi thì nó có hai chiều. Anh em để cái chiều đích nằm dưới nha, đánh lại khỏi mòn bi của anh em. Có hình đi Vinh 6 bi ha. Đó, 6 bi ban đô Nhật. Rồi tiến hành cho phần cái kẹp trượt của tấm bên nồi nha, kẹp trượt nồi Dinh Thái, ba trượt nồi mới luôn. Kẹp trượt cũ bị hả miệng lớn rồi, em bỏ, em thay kẹp trượt mới vô xe luôn. Rồi tiến hành cho phần cái bộ nồi trước vô nha, bộ chén bi nồi trước vô, đó tới phần ắc nồi. Cho phần cái bộ cốt nồi trước ha. Rồi tới phần dây cura, đó, dây thì nó có hai chiều, anh em cho chiều chữ nằm ngoài nha. Đó. Và phần cánh quạt nồi tới phần cái bộ lồng đền và tới tán nồi nha anh em. Rồi tiến hành cho phần cái bộ nồi sau vô nguyên cùng bố thái nha, tới phần cái chuông nồi Dinh Thái nè đó, tới phần cái lồng đền nồi sau và tới tán nồi sau. Em tiến hành em bắn cái tán nồi trước bắn tán nồi sau ha, và test thử để cho anh em cảm nhận có hình cái bộ nồi Thái luôn đó. Chồng với hít 150 nha, chạy bao nhẹ bao bóc ha. Anh em có nhận lên đĩa sau nè, đó, làm máy cho nè ha, lên 175-200 cho anh em đó. Nhẹ cho anh em tham khảo con nồi sinh 50 là một khuôn nồi Thái quá giòn ha, rồi là Dinh Thái luôn, bóc nhẹ ê bền ha, kéo nhẹ vài đường để cho anh em cảm nhận cấu hình cái nồi Thái nha đó. Còn nhẹ bao bước ha, bao giòn luôn. Con này thì trước giờ chưa bao dưỡng ha, em làm lại bộ nồi Thái ha, chạy bóc bền cho anh em đó, tha hồ cho anh em đi chơi tour phượt ha. Kéo nhẹ vài cái để cho anh em cảm nhận có hình cái bộ nồi đó, quá sướng lắm, nhẹ hết cục nồi, hết cục nồi nha đó, chạy rất nhẹ, đặc biệt cái nồi em ru nha, nồi Thái thì tha hồ cho nè, em đi bi ban đô Nhật cho anh em luôn đó, cho nó bền lâu mòn cho anh em ha đó, quá sướng không mòn luôn, nồi Thái thì chắc rồi được gốc nha. Anh em đi nguyên nồi Tây Ga, đặc biệt là dòng Basic 50 ha đó. Em làm mít 125, 150, 160 nha. Anh em mà muốn làm gì ghé bên em, làm xong test thử thực tế và anh sẽ viết hóa đơn phải đầy đủ cho anh em ha. Đó, còn mình gốc nhẹ bền. Rồi em cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em nha.